bia Red Ale. Thì như quý vị thấy thì có màu sắc là màu đỏ đậm như thế này, đó là do chúng ta kết hợp giữa ba loại lúa mạch với nhau có màu sẫm, cho nên thì khi nấu ra thì có được cái màu đỏ thế này. Và đồng thời chúng tôi kết hợp với lại một cái loại hoa hóp long nhập khẩu từ Mỹ, đó là hoa Cascade. Thì suốt qua cái quá trình lên men thì sẽ cho ra một cái màu sắc đỏ tươi như thế này, rất là đẹp mắt. Bia lên men nổi thì cho ra cái hương vị như là hương trái cây, cụ thể là mùi trái chôm chôm, mùi trái vải, mùi trái táo và thỉnh thoảng có mùi cam và mùi thơm ở Louisiana, thì để cho phù hợp với lại nhiệt độ, khí hậu, môi trường và cái gu thưởng thức của người địa phương cũng như là khách du lịch của Việt Nam. Chúng tôi sẽ có một chút biến tấu cho mùi vị, nó sẽ thích hợp hơn với khí hậu, nhiệt đới, gió mùa và cái gu uống bia của người Việt Nam.